Tôi và anh ấy tặng vợ em chỉ có một bông hồng duy nhất thôi, bạn bông hồng ăn trộm là lúc đang yêu thôi. Cho là tụi nó lấy nhau hết rồi, còn sót hai đứa thì hai đứa lấy nhau. Hai người sao cô đơn còn sót lại. Dạ đúng rồi, mấy đứa nó cũng xúi là ê trong đám con trai còn mày, đám gái còn con mày thì hai đứa mày lấy nhau luôn đi. Không dùng bạo lực gì không? Mở cái phòng mà thấy em đang nằm coi tivi rồi, xe cái lông chanh em lại nhức. Trời, mất lông chanh hả? Dạ, lông chanh là em thấy cái cọng nào mà nó dài cái lông xe lại. Trời ơi, đứa đầu lắm luôn á. Xin chào hai em. Dạ. Dạ, chào anh chị. Em chào anh Quốc Thần với chị Hồng Vân. Hai bạn dạ. Này cái giọng nói là chắc không phải là người ở Sài Gòn rồi. Dạ không ạ. Các bạn từ đâu đến? Dạ từ Bình Thuận ạ. Hai vợ chồng cùng ở Bình Thuận luôn. Dạ đúng rồi ạ. Và các bạn mới lên đây? Dạ em lên đây hồi trưa hôm qua. Trước tiên thì là thay mặt cho tất cả ekip sản xuất chương trình Vợ Chồng Son, cảm ơn hai bạn, xin chồng tặng hóa tặng. Bây giờ xin mời cô dâu giới thiệu về mình. Dạ em Trần Thị Thùy Linh, năm nay em 31 tuổi. Em buôn bán thuốc tây anh. Dạ, còn em là Đinh Thanh Hồ, năm nay 30 tuổi, nghề nghiệp thì làm nông. Em mà không giới thiệu em là nông dân không ai biết, đúng không? Nông dân nhưng mà là cụ thể là làm công việc gì? Trên nương thì rẫy, điều, rẫy ruộng, tiêu, ao cá, còn ngoài đồng thì có lúa không ạ? Là em làm hết luôn? Làm hết luôn. Dạ, mình dạ. Anh làm. Trời ơi, lần đầu tiên chương trình của mình là được gọi là có một chú rể là thuần nông á. Thuần nông đó. Bây giờ mình đoán đi, mình đoán sao mà gặp nhau ta? Dạ đoán. Cô này bán thuốc tây. Anh này anh làm. Anh này anh cuốc đất xong rồi á. Bị cảm. Anh bị móng tay bị cảm. Cuốc vô cái móng chân. Trời ơi. Rồi tới đi mua thuốc. Thuốc. Cô này xót ruột quá, băng giùm luôn. Băng giùm luôn, trong lúc băng đó thì hai bốn ánh mắt nhìn nhau. Không, nhìn gì, bà này nhìn vô cái chân. Ông này cũng nhìn vô cái chân, hai cái đầu cùng nhau. Từ đó tình cảm nảy sinh. Đánh cái quất lên bài Romeo và Juliet. Dạ, không dạ em đó. Bình yên hơn chứ. Dạ, hả? Dạ. Tụi em gặp nhau cũng tình cờ lắm chứ không phải như anh chị đoán lãng mạn mà. Xưa giờ em chỉ tặng vợ em chỉ có một bông hồng duy nhất thôi, bông hồng hoa anh trộm. là lúc đang yêu thôi. Còn gặp nhau thì em với vợ em là chơi thân từ một đám bạn hồi đang học cấp 3. Là quen nhau là từ hồi trẻ trâu đó bạn. Dạ, hồi mà tắm mưa chưa biết ngại á. Mà lúc đó đã thích nhau chưa hay là sau này dạ, lớn chưa. Lên mới em cảm mới tình. Quen 8 tháng và mới cưới 8 tháng thôi. Còn trước đó là tôi với ông ta mày. Dạ. Có nghĩa là tình bạn phát triển thành tình yêu. Dạ đúng rồi. Do là tụi nó lấy nhau hết rồi, còn sót hai đứa thì hai đứa lấy nhau. Hai ngôi sao cô đơn còn sót lại. Dạ đúng rồi. Mấy đứa nó cũng xúi là ê trong đám con trai còn mày, đám gái còn con này thì hai đứa mày lấy nhau luôn đi. Thế nói ê vậy mình thử có được không? Thế đứa nói mày mà lấy tao cho mày cặp đám cưới. Còn cái người nói nếu có thách hai đứa mày mà lấy nhau á tao cho đám đất. Rồi người nói tao cho đám ruộng. Vậy nói ê tôi với ông lấy nhau chia đất chia ruộng rồi hai đứa chia tay. Là thành ra từ lúc cưới tới bây giờ là ông này không có đám đất với đám ruộng. Dạ không có gì dạ, hết. Không có gì hết. Rồi trong 8 tháng yêu nhau thì vui không? Có ghen tuôn rồi có. Dạ em thì chỉ có chống lại mấy cái thế lực bên ngoài thôi. Là mấy cái cô mà theo ảnh từ trước tới giờ cũng vẫn còn làm phiền vậy á. Ảnh đào hoa dữ vậy đó. Dạ. Rồi em chống lại bằng cách nào? Dạ chủ yếu là người ta nhắn tin thì em cũng lấy điện thoại em nhắn lại khủng thôi. Nhắn tin bố không à? Người ta nói ủa sao chị là vợ anh Hà nói không mình là người yêu thôi nhưng mà trước sau vẫn cưới trước sau gì cũng là vợ. Thì kêu là chứ sao lại cho anh đi nhà nghỉ. Rồi em nhắn là con người mình phải biết giá trị của mình nằm ở đâu. Mà cái người đó có gia đình rồi mà nói chung ở trên Facebook thôi. Người ta nhắn tin người ta rủ lên Bình Dương rồi lên ngủ với em ở khách sạn rồi này nọ. Chồng em nó đi về quê rồi vậy đó. Nghĩa là chưa gặp nhau bao giờ hết rồi. Nhưng mà bây giờ cái chuyện đó làm hết chưa? Dạ chồng em thì không có gì. Cho nên em dẹp loạn dòng rồi em xong để em dẹp loạn bên kia dễ em. Dẹp loạn 12 xíu mình. Anh hỏi nè, bây giờ tụi em đã có một cái quá trình là bạn bè với nhau quá là thân thiết. 13 năm. 13 năm lận coi như là quá hiểu nhau rồi. Vậy thì cưới nhau về thì có vỡ mộng gì không? Tật xấu gì của vợ? Dạ. Tật của vợ em là bắt được đài nào á, chuyện gì cũng cho ra hết luôn. Cái tật đó em không biết cho phải không? Những ai vào mua hàng cái gì mà ngồi nói chuyện là thấy thân một tí kể hết. Nói chuyện bà con hàng xóm đâu là nói banh nước luôn. Giống như em dễ tin lắm, thấy người ta thân thiện lắm kể hết trơn à. Nhưng mà khi người ta đi kể lại thì vấn đề nó lại khác. Nãy giờ em thấy anh với chị Vân có thân thiện chưa? Nếu mà chưa kể hết thì tối nay chúng ta gặp ăn bò bía uống nước mía và tâm sự cho anh nghe. Dễ lắm. Còn gì nữa không? Vợ em có tật là hay tức em á, hay giận em á. Là không dùng bạo lực gì không? Mở cửa phòng mà thấy em đang nằm coi tivi rồi, xe cái lông chanh em lại nhức. Trời,
Với ông Trân hả? Dạ, ông Trân là... Em thấy cái cọc nào mà nó xoay, dài xoay, nó xoay, làm quăng thì em lại dịch cái điện. Trời ơi, nó đau lắm luôn á. Cái hai là chụp nhột. Mà em có sợ nhột không? Cái chịu đựng nhột của em thì không chịu tài mấy. Chỉ chịu đau thôi. Có lúc thì vợ em chụp nhột đó, em đạp vào góc tủ á, bực mình em đuổi về. À, thôi ra dắt xe về nhà mẹ ngủ đi, không chịu nổi rồi. Ồ, tức là đuổi về luôn. Tức quá. Thì tức kìa, nói thà làm gì làm, đập hay là đánh gì làm đâu cái rồi thôi, chứ đừng chọc nhột cách đêm ai chịu nổi. Ông nói vậy nè, đó ngon em đấm đi, ông gồng cơ lên, em đập ổng, em đau tay chứ anh thua gì. Ồ, còn tật xấu gì trong món kể của vợ nữa không? Tật xấu của vợ thì nhiều lắm. Đâu ví dụ thêm cái nữa đi, cái nào mà em bực mình nhất á. Bán thuốc mà không có khách rồi cứ lên Facebook nói chuyện tá lạ bên đó. Nói chuyện bọn trai bọn gái nói đủ thứ. Nói bên trai nhiều hơn hay gái nhiều hơn? Gái ăn trai nhiều hơn. Em đâu đúng chơi bên gái nhiều đâu. Toàn nói chuyện với con trai không à? Tức không? Không tức nhưng mà em hơi ghen. Ai dạ, ghen hơn? Ai cũng ghen nhưng mà mỗi người ghen cách khác nhau. Em ghen là chủ yếu em quan sát là chính thôi. Em coi bên kia như thế nào đã rồi em mới ra tay chứ. Còn anh này ghen sao? Cũng im im vậy á. Ghen nhẹ nhàng thôi chứ không có ào ào. Em ghen nhẹ nhàng nhưng một lúc nào đó em mà ghen lên em nói thẳng. Tại vợ em hay nhắn tin nói chuyện với người yêu cũ có, người yêu không cũ có. Miễn sao là có con trai mà nhắn tin là bà trả lời liền à. Trả lời liền đúng không? À. Còn em thì mấy mối tình bồ cũ của em thì hồi xưa thì giờ có dám đâu. Bà loạn dẹp đâu hết rồi. Nè chị hỏi nè, tụi em có thực sự hiểu nhau chưa? Hiểu nhau thì được 70-80 thôi. Còn có những cái em vẫn không biết. Nhiều khi chồng em nghĩ gì trong lòng em không bao giờ biết được. Phải không? Ít khi mà nói ra đó. Chồng thì sao? Chồng có cảm giác là đã hiểu hết về vợ chưa? Em thì cũng hiểu 70%. Hồi xưa từ là bạn Thanh chuyển sang cái giai đoạn yêu nó ngắn quá, chưa kịp mà tìm hiểu được bao nhiêu á. Lúc nào cũng nghĩ là bạn thôi chứ chưa nghĩ là người vợ. Có khi nào tụi em có cảm giác là mình nó bị lẫn lộn giữa cái là tình yêu với tình bạn chứ? Thời gian đầu thì hai đứa giống như nó nghĩ là không thể tin được là hai đứa mình đã lấy nhau. À, vẫn còn. Dạ, nghĩ điều đó nó không có phải là sự thật vậy. Tại vì cái ký ức về tuổi thơ nó quá đúng quá nhiều và quá lâu, 13 năm chứ. Dạ đúng rồi. Còn đây là mới có 8 tháng để mà chuẩn bị cho cái việc mà về sống chung với nhau. Phía sau nãy chị hỏi là tụi em có bị ngộ nhận giữa tình bạn với tình yêu không? Là vì cái cách mà em với chồng em á hiện giờ vẫn như là hai đứa bạn. Cái thú vui của em khi mà em hành hạ bạn này á bằng cách nhổ lông chân vẫn là một cái trò con nít mà từ hồi xưa đó. Đó cho nên rằng là chị hỏi như vậy để chị hiểu, để mà chị góp ý một chút xíu. Mình phải xác định rằng á bây giờ mình là một người vợ rồi chứ không phải là một người bạn trẻ trâu của chồng mình nữa. Ví dụ những cái gì mà chồng mình không thích thì mình có thể bỏ. Tại vì sao? Từ trước mình đã biết chồng mình là một người hiền lành ở trong nhóm, một người ít nói, một người điềm tĩnh. Đúng không? Điềm tĩnh. Thì còn mình là một cô bé cá tính như vậy thì hai người cho đến khi lấy nhau vẫn giữ được những cái nét từ hồi còn nhỏ tới bây giờ. Nhưng khi mà đã lấy nhau rồi, hai cái tính cách đó mà ở gần nhau, khi mà tụi em không biết mài đi á để cho nó hòa quyện với nhau thì nó sẽ thành một cái đối kháng, một cái xung đột không đáng có. Thì bây giờ theo chị là như vậy nè, mình phải thuần hóa dần dần, mình phải xác định mình là vợ. Đó, chứ không phải là ngày xưa là một người bạn của chồng mình như ngày xưa nữa. Thì những cái gì chồng mình cảm thấy không thích thì mình bớt đi. Còn những cái gì mà anh thích thì mình phát huy lên. Bớt ví dụ nhiều như... rồi chị. Thì nhiều bớt rồi nhưng mà đi. Chồng em vẫn còn mong muốn em bớt. Thì chị nghĩ là em nên bớt, đúng không? Đó, tại vì thực sự thì chị cảm nhận về chồng của em á, ảnh là nghề nông. Nhưng mà tính cách của ảnh hoàn toàn không phải là tính cách của một người nông dân. Giống như là một người trầm tư, một cái kỹ sư về nghề nông thì đúng hơn. Đó, tìm tòi lắm chị. Ừ đó, cho nên rằng là chị thấy đã có những lúc em thốt lên là có đôi khi em ngồi em suy nghĩ là anh nghĩ cái gì trong đầu mình không biết. Dạ không biết nè. Thì là bởi vì sao? Em chưa tạo được cái điều để anh mở ra. Có những vấn đề á, ví dụ như liên quan đến gia đình hay là những cái việc mà ông định làm là ông tự suy nghĩ thôi. Thì đó, có nghĩa là bây giờ sao? Cái vai trò của người vợ là gì? Vai trò của người vợ là mình phải biến cái nhà của mình thành chung. Và mình phải tiếp cận, mình phải hiểu được chồng mình thực sự muốn cái gì, cần cái gì. Sau này còn tới con mình nữa. Đúng không? Người ta nói người vợ là cái bếp lò là vậy đó. Em cố gắng đi, em cố gắng em bớt cái tôi của mình lại một chút xíu. Đó thì chị góp ý như vậy. Còn cái chuyện mà em cảm thấy là sửa chữa hay không đó là tùy em. Chị rất là có cảm tình với bạn này. Bạn hiền quá và bạn nếu mà
tiếp lên nữa, em phải học thêm. Thích mày mò lắm chị về ơi. Kỹ sư tại á em. Xưa nhà không có điều kiện á nên nghỉ chị sớm. Nghĩ là em sẽ phát triển. Em thích nghề điện tử, mấy cái điện tử, máy móc, mấy cái vụ dụng gia đình, điện đài, đài thì em giờ sẽ làm. Về có thể là học thêm em, tu luyện thêm em, nâng cấp lên. Đúng rồi. Biết đâu chừng lần sau anh gặp lại không, chừng đây sẽ là một kỹ sư hồ. Rồi cảm ơn hai em. Giới thiệu về mình. Em là Nguyễn Thị Thanh Tâm, năm nay em 33 tuổi và em làm thiết kế đồ họa. Còn em là Hoàng Anh Tuấn, năm nay em 34 tuổi, em làm về vẽ game 3D. Vậy thì Tuấn Tâm gặp nhau trong trường hợp nào? Tụi em gặp nhau là trong một công ty thiết kế. Cái ấn tượng đầu tiên thì thấy ảnh hơi ngố, ảnh mặc cái quần tay xè xè rộng rộng ông già đó, bỏ áo vô thùng nhưng mà cạp quần kéo gần cao tới vú. Bên hông là đeo một cái chùm chìa khóa thật là to như vậy nè, cỡ mười mấy hai chục cái mà đeo đi thì nó cứ lủng lẳng lên keng. Thấy bước chân ra khỏi công ty á thì lại mang đôi giày xé dán mà đi vô cùng một lúc, xong rồi cúi xuống làm cái rộp rồi dán lại cái rẹt, cái đi là hai chân đá qua đá lại giống như một đứa trẻ. Rồi ăn mặc thì giống như ông già nhưng mà đi đứng thì lại như một đứa trẻ hả? Cái ấn tượng của Tâm về Tuấn là kéo quần tới vú, vậy cái ấn tượng của Tâm của Tuấn, của Tuấn với về Tâm như nào? Rất là nghiêm khắc, nhìn rất là ngầu nhưng mà ít có cười, hay sợ sợ. Tại vì lúc đó là em vô là em làm cấp dưới của vợ em, và bữa đó là vô là bị bà xã nhắc nhở liền. Là nghiêm khắc rồi. Như dạ. Giám thị vậy đó đúng không? Dạ. Nhắc nhở sao? Nhắc nhở anh không được nói chuyện điện thoại trong phòng làm việc. Nên... Tại vì quy luật công ty là không sử dụng điện thoại, cho nên em thấy ông móc ra thì em sợ sếp bên phòng kế bên dòm qua thấy nên nhắc trước. Một người thì cảm giác là bị sợ, còn một người gặp một người cảm giác là quá mắc cười. Quá mắc cười. Hai người có cái đồng cảm gì với nhau mà có thể đến được với nhau hay? Tụi em trong công ty thì cũng ít nói chuyện lắm, tại vì sếp cũng nghiêm lắm, không có cho yêu đương giống như là môi trường học đường vậy đó. Cũng may là có cái dịp cuối năm công ty tổ chức tất niên trên sân thượng thì qua vài câu trò chuyện thì chúng em mới phát hiện cùng sở thích là đọc truyện tranh. Truyện tranh đó hả? Thiếu nhi hay người lớn? Doraemon ấy. Doraemon. Thấy thương quá vậy. Thôi bây giờ mới nói ra mới phát hiện nha, là Tuấn nhìn hao hao có nét giống anh Nobita. Rồi đến khi nào thì hai bạn mới chính thức là hò hẹn với nhau? Thì khi mà nghe em nói là em thích truyện tranh Doraemon thì ảnh lại giới thiệu cho em là có Tâm có coi bộ truyện Son Goku hay không. Đó cũng là lý do để em hẹn ra ngoài mình gặp mặt á. Dạ. Vậy cái lần đầu tiên đi chơi á thì là sẽ chọn cái giải trí nào? Em chỉ hẹn ra ngoài đưa truyện tranh rồi thấy là hai đứa đi về. Ủa vậy hả? Phải không? Vậy thì có phải cái lần trong bộ truyện tranh đó có phải là cái lần gặp gỡ ấn tượng nhất hay không? Dạ chưa ạ. Lúc đó tụi em cũng vẫn coi nhau như đồng nghiệp thôi. Mãi tới cái lần thì đêm giao thừa đó, hai đứa chở nhau ra khu vực quận nhất, em thì thấy có cái nhà hàng bé bé xinh xinh mà lại nằm trên lầu 1, vô cũng tự tin lắm nhưng mà tới khi menu mà đưa ra trước mặt thì là hết hồn. Sao vậy? Cái giá đường đó là tới cả 100.000 lên, em thì trong túi đây có 200.000 thôi. Thôi ơi. Dạ. Nên em phải đặt hai cái món khai vị thôi, hai cái xiên gà nướng, hai ly sinh tố, cố gắng hàng lẹ lẹ rồi chuyện. Ăn gói gọn cho 200 vừa đủ. Rồi em sao lúc ấy có bực bội không? Em cũng nói chung là cũng vô tư lắm. Đi chơi nhưng mà nghĩ là ví dụ như một bên không có tiền trả thì mình sẽ trả phụ thôi, đơn giản là vậy thôi. Tuấn với Tâm có thường xuyên hẹn hò đi chơi với nhau? Tụi em cũng ít hẹn lắm, tại vì mẹ em cũng khó đó, đến nỗi mà đi hẹn đưa chuyện mà cũng có một cái cô hàng xóm cô thấy cô cũng về cũng mét mẹ em, mẹ cũng điều tra thì dĩ nhiên là em chối. Vậy hả? Trời ơi, rồi đi chơi là giấu mẹ chứ đâu dám cho mẹ biết. Dạ, thường là đi chơi là phải về sớm khoảng 7 giờ 8 giờ, người ta bắt đầu vui thì em phải có mặt ở nhà. Trời rồi ơi, mẹ của Tâm rất khó. Vậy thì mẹ của Tuấn có khó không? Mẹ em cũng khó nhưng mà em lúc đó em ở riêng nên nhiều khi em cũng trốn rồi. Ủa là cái gì? Ở nhà riêng có gì đâu phải trốn không? Ba mẹ lâu lâu cũng hay qua thăm chứ. Rồi có bao giờ lén đi chơi mà bị ba mẹ bắt gặp không? Cái đó cũng là lần ấn tượng mà em giận ảnh lâu. Sau cái gì mà đi chơi Tết Tây thì tới mùng 3 Tết ta thì lại hẹn nhau thêm một lần nữa, chờ hoài không thấy em tới. Thì em mới ra cái bot điện thoại công cộng gọi em hỏi là hẹn mấy giờ rồi chưa mà sao nãy giờ Tâm đứng một tiếng đồng hồ mà chưa thấy tới gì hết. Với thì thào hôm nay mẹ Tuấn không có cho đi. Trời ơi.
Thì ra là chuyện không đi chơi là do mẹ không cho đi. Trời, tôi cứ tưởng đâu là mẹ của Tâm là khó rồi, bây giờ mẹ của ông Tính thì còn khó hơn. Ủa mà sao lớn rồi mà mẹ cũng không cho đi chơi vậy? Mẹ không dám xin. Sợ đến độ không xin luôn. Tại vì giấu tiệc chuyện có bạn gái. Trời, rồi lúc đó là em giận không? Dạ, thì em giận, nói là trời Tuấn bao nhiêu tuổi rồi mà sao nói chuyện giống con nít quá vậy, để mình đứng ở đây mà cũng không có báo trước hay gì hết. Rồi giờ tôi đứng ở đây tôi đứng có chuyện nào? Các em cúp điện thoại. Cúp mà giận đúng không? Giờ thôi máu đi về, coi như là từ đó tới khi mà công ty khai trương làm lại đó không có liên lạc luôn. Theo khi đi làm lại thì em cũng mong sẽ có nhận được lời xin lỗi hay giải thích. Nhưng mà tới khi mà tụi em đụng mặt nhau ở bãi gửi xe công ty đó, ổng lơ luôn, ổng không về, ổng không nói, ổng không cười, không hỏi. Em đi trước thì hy vọng là đi sau sẽ kêu vừa giải thích, sau đó mà quay lại không thấy đâu hết thì ra là ổng đã lủi vô cái đường tắt. Không đi. Ủa, sao mà sao kỳ vậy? Trong quá trình đó em cũng sợ và em cũng đã suy nghĩ nên mình có nên tiến tới nữa không? Tại vì em rất là lo là sau này em không có lo lắng được cho vợ em. Rồi đến lúc nào thì mới xin được vợ? Đến 14 tháng 2 thì tự nhiên cái nhận được tin nhắn vào điện thoại cũng gọn lỏn là chiều nay chúng ta có thể đi một vòng được không? Trời ơi. Cái điều gì mà khiến em có một cái quyết định như vậy? Tại vì em thấy vợ em chín chắn và cũng biết chuyện á. Khi đó thì em nghĩ là hai đứa sẽ bù đắp cho nhau. Ngoài ra còn gì nữa không? Đảm đang trong việc nhà đó, giống mẹ em. Người con trai á mà yêu thương mẹ mình á thì luôn luôn cái người vợ sẽ có cái hình ảnh, hình bóng của người mẹ đó. Vậy thì anh muốn hỏi là trong cái thời gian hai bạn yêu nhau đó, vậy thì có thường xuyên nhắn tin cho vợ hoặc vợ nhắn tin cho chồng không? Cũng nhắn tin dữ lắm. Nhắn tin dữ lắm. Thì là có khi nhắn tới 1-2 giờ sáng. Trời ơi. Hai đứa nhiều khi gây lộn mà nói chuyện nhắn ở mấy chục tin. Gây lộn nữa hả? Gây lộn gì? Tức là gây lộn bằng tin nhắn hả? Dạ. Trời ơi, mấy cái vụ mà gây lộn bằng tin nhắn là dễ bị hiểu lầm lắm á. Nếu mà nhắn cái kiểu mà không giấu thì có cái vụ này hiểu lầm cũng rất là buồn cười. Đó là khi mà hai đứa đang dựng dao trên xe, em nói tôi anh dừng xe lại liền đi, kêu dừng là dừng liền cái cớp. Em nhảy xuống em băng qua đường xăm xăm vô nhà sách. Thì hôm đó em buồn quá không biết làm gì, em vô em cũng ngồi em mua cái tượng em tô. Thì anh chàng mới nhắn tin hỏi ủa em đâu rồi, em đang làm gì. Thì em nhắn vô là em đang tô tượng nhưng mà không có giấu gì hết. Em đọc thì em tưởng là cô nhắn cái gì? Em tưởng là cô ấy là nhắn là em đang tô tượng. Rồi. Nên em cứ tưởng là cô ấy đang nói nhào nhào ngồi suy nghĩ về mấy chuyện gì đó. Linh tinh nữa, là linh tinh nữa. Rồi thế là em cứ đi về. Trời ơi, cái vụ mà nhắn tin không giấu là nhiều chuyện vui lắm nha. Rồi khi mà hai bạn cưới nhau về thì có những cái chuyện gì bất ngờ? Ông xã em là chăm con rất là giỏi. Vợ em có bầu thì hai vợ chồng cũng rủ nhau đi học thủy sản. Cực kỳ khéo trong vấn đề đó, kể cả việc mà thai tả cho con. Thì một cái chuyện rất là vui nữa là khi mà ông xã em thai tả cho con lần đầu, khi mà bé mà ra phân xu á chị. Thì tụi em cũng chưa có kinh nghiệm là em bé nó ra nhiều tới cỡ nào, thì ông cứ thấy nó ra một lần ít vậy thôi. Cái ông bắt đầu ông thì thai tả, ông lau khô sạch sẽ thì chưa kịp mặc lại là nó ra thêm một đống nữa. Mà kỳ này là nhiều gấp mấy lần, cái thế là đưa hai tay vô ông hứng. Nãy giờ tiếp xúc thì thấy anh Tuấn rất là hiền. Nghe cái chuyện mà chăm con giỏi như vậy thì cũng có gì bất ngờ hết. Yeah. Vậy tôi muốn hỏi là một cái chuyện mà bất ngờ mà ngay cả bản thân Tâm khi mà lấy về Tâm cũng phải bất ngờ và dựng tóc gáy luôn á. Chơi game không mệt mỏi và đọc truyện tiên hiệp cũng không mệt mỏi. Đọc cái nỗi mà quên ngủ luôn anh. Tiên hiệp là sao thật? Mấy người viết chuyện từ cái chuyện võ hiệp á, người ta mới nghĩ ra tới chuyện tiên hiệp. Không, với lại nó liên quan tới mấy cái game 3D thật. Thường mấy người mà đọc mấy cái đó là dễ bị nhiễm lắm á. Dạ. Chồng của Tâm có bị nhiễm không? Dạ có, thì có khi anh nói với em là không tức thì sắc, sắc tức thì không. Nhưng mà em cũng không hiểu là gì. Không, cái đó là nghĩa gì? Dạ, có nghĩa là mọi chuyện là nó sẽ giống như hư vô. Là mọi chuyện sẽ qua. Đó là những cái bất ngờ của vợ của Tuấn. Còn ở Tuấn, Tuấn có một điều gì bất ngờ ở cô vợ này? Tôi tới những cái ngày đó là cô ấy nóng tính. Cái ngày đó hả? Là nóng tính. Nóng cỡ nào? Là nóng là mầm hai cho con mình làm chuyện gì là cũng bị sạc hết. Tới con cứ im lặng là về. Tới bây giờ thì ở anh Tuấn mong muốn ở Tâm có sự thay đổi, nhưng hy vọng là tới những cái ngày đó đó thì em lại chút bớt thì nóng. Bớt nóng thôi, nghĩa là bớt nóng thôi. Đúng chưa? Những ngày thường cả nhà là chơi với nhau rất vui. Con Tâm
Dạ em thì muốn chồng em tập trung hơn vào mọi việc tí, chứ sống mà nó hơi lơ lơ ở trên mây tí. Cái nỗi mà chở vợ con đi chơi thì từ nhà em tới hồ con ruồi thôi là đã đi lạc rồi, phải đi vòng vòng thì em rất là bực mình. Cái lơ đãng của Tuấn đôi khi là do gọi là bệnh nghề nghiệp đúng không? Dạ, nhưng mà trong công việc thì rất là tốt. Thì đó thì đó, bây giờ được cái này phải mất cái kia chứ. Trong khi đó chị thấy rằng Tâm lại là một cái người rất là nhạy bén và rất là tỉnh táo trong mọi trường hợp. Thôi thì em hãy lấy cái đó đem bù lại cho người chồng của em. Những cái việc khác thì chồng em lại quá là hoàn hảo rồi. Còn riêng cái vấn đề mà một tháng á, một ngày á, cố gắng chịu đựng đi. Tại vì cái đó là ngoài ý muốn, lực bất tòng tâm. Tới ngày đó thì nhớ gọi chị Vân cho vé đi coi kịch. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng Tuấn Tâm đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Cảm ơn anh chị. Rồi, xin chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào Quốc Thuận, chú Quốc Thuận, chào cô Hồng Vân. Chị đi, chào anh chị đi, anh chị đi cho trẻ. Anh tin nha, anh chị đi. Tôi lại. Rồi bây giờ sao, có có hồi hộp gì không? Không có. Xin chào chú Thuận, chào chị Hồng Vân. Rồi, mời em thôi, cứ thoải mái. Rồi. Sao nè, em tên gì nè? Tên Mai Văn Trung, quê quán em ở Bình Định. Tại giờ tài xế xe. Em là tài xế xe, nhiêu tuổi rồi Trung? 29 tuổi. 29 tuổi, ồ. Ở Trung. Bình Định. Dạ, Trung. Bình Định. Định. Mới vô luôn. Dạ, mới vô ngày hôm qua. Cả hai chồng luôn. Dạ, chồng luôn. Wow. Đêm qua có đi khám phá Sài Gòn không? Đi ăn xíu không? Đi xíu hả? Dạ. Chào mời em. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Hồ Thị Kim Huy. Hôm nay em 21 tuổi, quê Bình Định luôn ạ. Kim Huy hả? Dạ. Mới có 21 tuổi thôi á hả? Dạ. Rồi, trong... là lấy chồng được mấy năm rồi? Dạ mới lấy chồng được 7 tháng. 7 tháng. Quá sổ quá. Huy, công việc của Huy là gì? Dạ hiện tại là làm công nhân của dược, công ty dược. Công ty dược. Dạ. Và hai đứa quen nhau sao ta? Dạ. Lần đầu tiên đó là hẹn hò như thế nào? Dạ. Đoán nữa, đây anh tài xế. Này. Tài xế. Tài xế chắc là đi lại. Đến công ty dược để mà lấy thuốc. Lấy thuốc, rồi giờ gặp một cô bé ra giao thuốc thấy dễ thương quá cua luôn. Đúng không? Không có, là Mai. Là Mai. Không, dính đâu. Bởi vì em là Mai. Nhưng mà em đỡ cho chị được lắm. Chị phải dẫn ra là Mai. Yeah. Rồi bây giờ kể cho anh nghe coi cái câu chuyện là Mai đó như thế nào nè. Em ơi, em phải dán cái tóc lên để cho ta thấy được cái gương mặt đẹp thật đẹp của mình được không ạ? Đó rồi. Câu chuyện là Mai sao nè? Chị ở nhà và kêu em lấy vợ rồi, chưa muốn. Thôi cố gắng kia này. Thôi chị đi ra rồi đó. Phía vợ để dẫn vô nhà con gái. Được. Vậy đó hả? Dạ, có nghĩa là em chưa muốn lấy vợ. Dạ. Nhưng mà bà chị bà dắt em đến gặp bé này là em mơ liền. Dạ. Đúng không? Thích cũng được. Chứ sao được quá được luôn á. Lúc đó cô ấy như thế nào ta? Dạ. Có rụt rè không nói chuyện hay là nhìn mình? Ở trong nhà cứ lên rồi xuống, lên rồi xuống thì bực mình. Bực mình rồi đi lên đi xuống, đi lên đi xuống. Mà lên xuống làm gì? Hả Huy? Lên xuống làm gì? Tại em cũng muốn coi thử con trai như thế nào. Rồi em thấy sao? Em lúc em đọc anh này em thấy sao? Dạ gia đình là thuộc dạng gia đình truyền thống của Hữu, cho nên là không dám nhìn chính diện, chỉ là đi lên nhìn kén tí mà cũng không nhìn rõ được. Chừng sau rồi anh đi ra ngồi anh thì con nhìn thấy bóng lưng của anh ấy, thì nhìn cái ấn tượng đầu tiên á là một bờ mông rất là to. À thấy cái mông to à? Dạ. Một cái vòng bao rất là khủng đúng không? Đó. Dạ rất là thích cái mông to. À vậy đó hả? Dạ, cái gu của em là như vậy. Dạ khoái. À, khoái. Dạ. Không có nhìn mặt luôn. Không nhìn mặt, chỉ ấn tượng là tại cái vì... bờ mông với tấm lưng là. Đó, tại vì liếc liếc mà đâu có đứng dám nhìn trực diện. Em có thể đứng lên cho anh coi coi. Xoay một vòng cho anh coi. Xoay ra, dán cáo lên cao xíu cái nè. Rồi quay ra đây coi, quay ra, quay qua đấy, quay ra. Giờ teo rồi. Rồi teo rồi, thôi ngồi xuống đi. Trời ơi, trăm bảy tháng trăm con ta làm sao mà để ta teo cái vòng ba vậy hả? Con em gặp là em thích bạn này luôn. Dạ. Yeah. Thích liền luôn phải không? Thích liền. Ờ, mà là tại sao cứ đi lên đi xuống không ngồi nói chuyện làm em bị bực mình đúng không? Bực mình chỉ làm duyên. Làm duyên á, làm duyên á. Nhưng mà cái mặt thì dễ thương đúng không? Dạ dễ thương. Mặt quá dễ thương đúng không? Dạ. Rồi sau đó như thế nào? Sau đó là về rồi về đêm đêm show ra tiếp. Ra tiếp nữa. Là sao là sao? Em nói chậm chậm thôi. Tức là đêm show ra tiếp. Đi về nhà nhưng mà hôm sau trở vô lại. Trở vô lại tiếp nữa. Rồi sau đó là ngày nào cũng vô không? Ngày nào cũng qua luôn ạ. Ngày nào cũng qua luôn. Nhưng mà sau đó thì cô ấy còn đi lên xuống không là sáng vô nói chuyện mình luôn. Đu đi Ufer. Xin ba mẹ đu Ufer. Cái gì? Là con cà phê. Uống cà phê. Đi uống cà phê.
Dạ. Yêu quán cà phê. Cứ qua ở nhà là rủ uống cà phê rồi đi uống cà phê. Rồi. Là cái lần đầu tiên mà hai đứa đi uống cà phê á là cách đó, cách cái hôm mà coi mắt là mấy ngày? Một ngày hả? Một ngày. Là bữa sau ngày hôm sau là đi uống cà phê luôn. Là với ông anh. À. Rồi vô. Có lúc nào hai đứa đi riêng á? Đi riêng là ông anh nói là thôi mày đi chở con bé đi, đi hai tụi bay đi. Là cũng ngày hôm đó luôn, ngày hôm sau đó luôn. Ngày hôm đó luôn ạ. Qua ngày hôm sau lại uống cà phê luôn. À. Dạ. Hiểu không? Nhưng mà đi là ông anh bảo kê. Ghê. Dạ. Tới đó rồi cái ông đi chỗ khác để cho hai đứa. Hai đứa về mình. Hai đứa. Dạ, hai đứa. Hai đứa vô quán. Dạ. Dạ. Lúc đó em mới nhìn rõ cái gương mặt của anh đúng không? Dạ cũng hay sao? Thấy mũi cao. Với mồ côi, với nụ cười rất là ấm áp. Nhưng mà vô thì nói gì? Ừ đúng rồi, hôm đó anh vô fan có dê em không? Dạ không, anh không từ lúc quen tới lúc cưới rồi không có dê. Như vậy là không có giống, dê. Không dạ. Giống cái ông trước. Ờ, không nắm tay nắm chân luôn. Dạ có nắm tay, nhưng mà không có đụng chạm gì hết. Ờ, cho tới ngày cưới dạ. Luôn. Dạ. Mà khi về là đùi, ra đùi. Về à, khi về là đùi. Đi ra giữa đường á. À, là có nghĩa là sao cái bữa đó đâu, sao cái bữa đó luôn, là đùi luôn. Dạ. Tức là đi đặt mấy ngày sau là đi chơi quen rồi á, là anh ngồi trước anh ngồi cứ cơ đỡ tay nghe đùi á. Ở phía sau cái gì đúng dạ, không? Dạ. Lái xe xong rồi là hiện tay đó, hiện tay đó. Rất là nhột. Nhột, cảm giác là nhột chứ không. Nhột mà thích nha. Nhưng mà là để luôn đúng không? Để luôn nhà đúng không? Dạ. Để luôn cứ đi lái rồi ta đi cầm tay rồi. Cứ ra đùi vậy đó. Nhưng mà không dám đỡ tới về nhà. Chỉ là còn tới nhà là bỏ tay ra. Tới nhà. Nhưng mà đi tới mấy giờ về? Là ba mẹ chỉ cho tới 9 giờ là về được. Dạ. Vậy hả? Như vậy là hai đứa quen nhau coi như là cưới được 7 tháng rồi đúng không? Dạ. Vậy là quen nhau bao lâu thì cưới? Dạ khoảng 20 ngày là đính hôn ạ. Gần tháng à? Gần tháng luôn. Dạ, gần tháng. Là đã đến hôm rồi. Dạ. Gần tháng. Con nghĩ là khoái quá rồi đúng không? Khoái quá luôn. Dạ, khoái quá. Rồi lúc là đi mua nhẫn cầu hôn luôn dạ. Hay sao? Dạ chưa được cầu hôn ạ. Chưa cầu hôn. Chưa cầu hôn. Chưa hiểu. Dạ chưa được cầu hôn nhưng mà có nhẫn cưới rồi. À là đeo trước thôi. Dạ. Là đeo trước đúng không? Dạ. Hai bên gia đình thì sao? Ấy cũng ai cũng biết. Giới thiệu mà. Đây là giới bà chị giới thiệu mà. Rồi. Mà hai gia đồng ý hết, hai vui vẻ dạ. Cho hai đứa luôn. Dạ. Rồi có viết thư tỏ tình hay là nhắn tin tỏ tình gì không? Dạ, không luôn ạ. Cả hai đứa là từ lúc quen tới ngày cưới là không bao giờ tỏ tình gì hết. Chưa bao giờ nhắn tin nói là dạ không ạ. Tại vì chồng cũng không có xuyên mà cầm điện thoại nhiều với lại là không thích nhắn tin, thích gặp mặt. Gặp thực tế vậy nên hay không? Gặp trực tiếp hay không? Nhưng mà rồi lúc đi về là có điện thoại. Có hả? Rồi nấu cháo điện thoại không? Có nấu cháo điện thoại không? Dạ anh. Cua con bé này là hết nhiêu tiền điện thoại? Nói chị nghe coi. Trăm mấy. Trăm mấy thôi hả? Gì bèo vậy? Chắc là đi ra mà, đi ra mà. Giờ cho xong rồi tối gì đó là được. Là ngày nào mà có Zalo mình mới Zalo là gặp mặt. Gọi điện Zalo gặp mặt luôn. Dạ. Bộ đó giờ không biết nhắn tin hả? Không. Không có nhắn tin tỏ tình hả? Dạ không luôn ạ. Chậm gì? Chậm. Viết tin nhắn chậm. Chậm. À, viết tin nhắn chậm. Chậm nhìn. Ủa, nhưng mà chữ nghĩa sao mà nhắn tin chậm? Biết không biết, không chậm thôi. Là chồng mình là không biết nhiều. Không có biết nhiều chữ đúng không? Dạ. Nói chung bây giờ người ta thật ra bây giờ người ta gặp. Không. À, cái vô chat đó, cái bấm vô cái nói được rồi. Dạ. Dạ. Em ơi đang làm gì đó, ở đâu vậy? Em ơi ngủ chưa? Cái chứ, cái điện. Đúng không, đúng không? Mới lô mới ngủ luôn à. Ôi vậy đó. Mới chừng nào mà ngủ nói chuyện xong ngủ luôn. Là con là em bị mơ là mỗi lần anh gọi là dở buồn ngủ lắm. Mà không gọi là khó ngủ lắm bây giờ. Nhớ đúng không? Nhưng mà gọi điện là để cho ngủ đó, hiểu không? Gọi điện là ngủ à. Có khoảng 3 phút là ngủ. Đó, em hiểu hai bạn này không? Không ngủ thì không gọi thì nó không ngủ được. Không ngủ được. Nhưng mà gọi để ngủ đó. Gọi cái đấy, hiểu không? Gọi này, nói chuyện cái là đó, chồng cũng để Zalo vậy ngủ luôn á. Hai đứa nhìn nhau qua Zalo. Cái vậy mà cái bé nói là gì không? Gọi 3 phút là ngủ liền. Thì đó, nó không ngủ được, nó phải nhờ gọi để cho nó ngủ. Ok.
Thành ra là làm giọng. Như là quen hơi đó, quen chậu vợ, quen giọng, quen hơi, quen giọng, quen giọng đó. Đó, nghe cái giọng là về phải liền à, chứ không liền không được. Chồng nghe lúc còn quen là ngày nào cũng qua, cho nên là nó bị quen rồi. Những ngày nào mà chồng không qua chơi á, giỏi hơn. Ngày hôm đó không gọi điện luôn. Gì nếu mà chồng gọi điện thì tắt máy. Mày gọi sao mày gọi, tao đéo nghe. Cưng quá. Thật thà. Thật thà dễ sợ. Mặc dù chồng hơn em đó 8 tuổi. Ừ, mà em nổi điên lên là dạ. Trụ giận luôn. Tao không cần luôn. Dạ. Dạ. Em nhưng mà tới nửa đêm rồi. Chết cha nhớ quá. Cũng gọi là tức là nhớ em nhớ quá đúng không em, dạ. Em nhớ là em chủ động gọi lại cho anh. Dạ. Ôi, và khi mà vợ chủ động gọi lại thì thấy sao, sướng thấy không? Được, bữa này gọi tới á, bữa nay gọi lại tới á. Nghe coi như 20 ngày chịu hết nổi thôi. Đăng ký kết hôn cho rồi đi đúng không? Đăng ký kết hôn là qua ngày cưới sau cưới rồi mới đăng ký kết hôn. Tức là sau khi cưới. Dạ. Có nghĩa là 20 ngày là mình cưới luôn rồi. Là 20 ngày là đính hôn. Đính hôn. Rồi khoảng 1 tháng sau là đám cưới ạ. Như là tổng cộng vừa quen mà vừa làm đám cưới vào khoảng 8 tháng. Dạ. Đúng không? 8 tháng rồi hả? Đúng rồi. Dạ. Giờ cưới được 7 tháng rồi, còn 1 tháng quen nhau đúng không? Tìm hiểu. À hiểu rồi. Đó, rồi sao? Rất là nhanh luôn. Rồi sao trước khi cưới ảnh có thú nhận với em cái gì không? Ôi cái đó bây giờ gì nè, hỏi cái vụ mà giữ gìn cho nhau đó, có giữ gìn cho nhau cho tới ngày đám cưới không? Dạ, giữ gìn từ tới ngày qua ngày đám cưới luôn ạ. À, có nghĩa là cái đêm động phòng là không có luôn. Dạ, buồn. Sao vậy? Tại vì đám cưới ngày hôm đó là rất là vui. Ảnh mừng quá, không có kiểm soát được cảm xúc của mình. Nên là uống hơi quá chén. À, uống nhiều quá đúng không? Dạ, đến tới 8-9 giờ ảnh mới dậy. Thì sau đó là uống tiếp và ngủ tới trưa luôn ạ. Không trưa có dậy sau. Nổi, không làm ăn gì được hết. Dạ, còn em thì đếm tiền sặc máu luôn ạ. Đếm tiền sặc máu luôn. Ôi, người đám cưới lời không? Dạ, cũng vừa đủ trang trải. Vừa đủ trang trải thôi. Dạ. Rồi xong là mấy hôm sau mới có đêm tân hôn? Qua hôm sau không? Qua đêm sau. Qua đêm sau không? Nhưng mà sao chung? Dạ. Thấy đêm tân hôn giá trị không? Đã. Dạ. À, có bị vụng về gì không? Có chứ. Có chứ. Tại vì hai đứa là lần đầu tiên biết mà. Anh là đầu tiên biết mà. Em cũng đầu em tiên là đầu tiên luôn. Dạ. Bé vợ anh nhưng mà bữa đó bé vợ nó có khóc không? Không. Dạ không. Vậy hả? Không có vui trời quá đời, nghĩ vui quá mà. Hả? À, rồi bây giờ là coi như ổng với nhau được 7 tháng rồi. Dạ. Rồi có tật xấu gì không? Khui đi em. Nhờ chồng nói trước. Bé vợ giữ không? Dạ. Bé vợ có giữ không? Nóng tính lắm. Nóng tính phải không? Nóng tính. Gọi gì nữa nè? Bờ bộn. Rồi mỗi lần nóng tính thì biểu hiện như thế nào? Trộm mắt lên. Trộm mắt lên. Cái gương nó sợ. Nhìn cái là sợ liền. Sợ. Sợ nó lái lại đi cho chút mình dìa lại. À, mình đi ra ngoài chút rồi mình dìa. Nóng tính rồi. Ừ. Chứ mình ngồi đó, nóng nữa là nó đổ vỡ. Ờ, đổ vỡ nhưng mà có đập đồ không? Có bao giờ nóng mà đập đồ chưa? Chưa. Chưa phải không? Dạ, chưa. Vậy là bừa bộn nè. Bừa cỡ nào? Làm cái kia không cắt mà đi làm cái khác nữa. Ừ. Đâu, em đi em cắt. Ừ. À. Cái này chưa cắt thì đã là dục cái khác rồi. Rồi, còn gì nữa nè? Không nhớ. Quên. Làm chuyện này làm chuyện xong kia mà lạnh nợ quên. À, hay quên, hay quên. Dạ. Quên. Còn gì nữa không? Dạ. Còn gì nữa không? Đâu con vợ nó nói. Cho con vợ nó nói. Em kể chứ, em kể chứ. Kể nữa hay chứ. Có mê gì không? Dạ. Có mê điện thoại, mê game hay là mê phim? Điện thoại là... điện thoại là 24/24. 24/24 cầm suốt luôn. Cầm luôn. Nhưng mà cầm là chơi game hay là Facebook hay là công việc? Dạ, coi Facebook rồi coi. Này, TikTok này nọ thôi ạ. À vậy đó hả? Dạ. Làm tiếng kia bán thoại là làm, cứ vừa làm rồi vừa coi. Vậy á hả? Cô không biết làm gì ở nhà cho nên là buồn, cầm điện thoại luôn ạ. Vậy đó, ủa nhưng mà giờ em có đi làm gì không? Hồi trước là không có đi làm ở nhà. Tại tính là đỡ qua Tết rồi kiếm việc làm. Nhưng mà ở nhà buồn quá rồi đi làm. Dạ. Làm còn tháng rồi. Bây giờ khoảng tháng rồi. Dạ. Rồi bây giờ là còn em cái kinh tế của hai đứa ổn không? Cũng được. Cũng được. Rồi giờ tới em đó. Ảnh tật xấu gì?
Tật xấu đầu tiên đó là sáng nào cũng uống cà phê. Ừ. Ủa cái đó được mà? Dạ không được, dạ sao không vậy? Được. Tại vì uống cà phê nhiều quá là không tốt cho sức khỏe của mình. Đâu có, một ngày một ngày uống 2 ly được. Ôi anh là uống có 1 ly. Người sáng là tốt nha. Thiệt. Anh là một ngày là hai không không có cà phê là anh chịu nổi á. Nè, uống cà phê, ví dụ nè, nếu mà để muốn tốt thực sự á là một ngày uống cà phê không đường. Dạ. 1 đến 2 đến 3 ly cũng đều em được. Uống bao sữa. Nhưng mà nếu uống cà phê sữa thì một ngày 1 ly. Dạ. Ừ. Mà buổi sáng là rất tốt. Buổi sáng rồi cho trưa chiều không có uống. Đó thì không để chỉ cho, để chị chỉ tin chị đi, có nghĩa là em một ngày em cho anh uống 1 ly cà phê, ok. Dạ. Hiểu không? Nó sẽ làm cho tỉnh táo rồi nó kích hoạt tất cả những cái mạch máu rồi tất tần tật này kia nọ là ok. Dạ vâng ạ. Ừ. Rồi gì nữa sao nữa nè? Tật xấu thứ hai đó là quét sạch sẽ đi. Đến cọng tóc của em nó rụng nó anh cũng quét lát chậu quét mà đánh tập hay hay gườm lắm. Cứ quét là gườm. Ừ. Cái gườm thì xấu nhưng mà cái sạch sẽ là tốt nha. Dạ. Đó, bây giờ gạt ra, cà phê được uống nè, sạch sẽ tiếp tục nha. Nhưng mà sạch sẽ thôi đừng liếc người ta. Hiểu không? Con người ta đẹp quá mà tự nhiên liếc gì được. Mình làm cho vợ mình mà, đúng không? Bỏ cái lườm thôi. Còn gì nữa? Tật xấu thứ ba đó là hay càm ràm. Nói nhiều với lại là hay cắt ngang lời người khác nói. Vì mỗi lần mà em muốn nói cái gì đó anh hay cắt ngang và khiến cho vợ chồng bực mình. Rồi. Thì đang nói mẹ em chiên vậy, em chiên vô nói bực. Nghĩa là nói nhảy chưa vô trong họng á. Nói chưa hết ý. Nhảy hay nhảy vô trong họng á là chậm á. Rồi. Nhiều khi bực mình cãi lộn quýnh quýnh luôn à. Rồi, em quýnh chồng miết à. Em quýnh chồng miết à. Dạ. Không quýnh nữa, rồi mời đi chơi. Thôi chơi. Ở nhà ngọc mình. Tức là quýnh em lại mời em đi chơi. Mà đó giờ quánh là quánh cái trận nặng nhất là quánh như thế nào? Không có. Cũng nhiều là nhiều lắm ấy ạ. Tăng này. Tăng này. Dạ, có dạng quánh lại không? Không. Sao quánh được? Giờ sao quánh đâu quánh được đúng không? Vợ của vợ. Vợ giờ hỏi nè, có vợ ảnh đó nha, có ghen không? Vợ trẻ đẹp quá mà. Ghen nhiều mà lúc ghen mà. Ghen như thế nào? Nhiều lúc mà gọi điện cho bạn á thì ảnh nói chuyện với ai à? Thằng nào gườm nữa rồi anh ghen hả không có không có ghen mà chối dạ rồi mấy hôm nay là cứ nhắn tin cho người bên chương trình á thì anh nói thằng nào thằng nào vậy đó mà hỏi ủa ghen hả anh cứ chở qua chuyện dạ rồi còn thật xấu gì nữa không nè Tật xấu đó là hay thả bom ạ. Thả bom thì cũng đâu phải tật xấu đó. Đường ruột tốt mà tiêu hóa tốt. Một ngày chị cứ tưởng tượng ra ăn cơm thế này. Ăn cơm ngon miệng vậy. Chóng mông lên. Chà, liên thanh luôn hả? Nếu như mà em vỗ một cái là anh re một cái. Em vỗ một cái nữa là anh re một cái tiếp. Đó, tại em đó. Khoái đó, lần đầu tiên người ta nhìn là nhìn vào vòng ba đó. Đó không mà tiêu hóa tốt, hàng chi nó ốm. Dạ. Thiệt mà, nó phải xả ra mới ốm được. Rồi bây giờ em mong muốn xả thay đổi điều gì? Ông sẽ bớt nói chen ngang. Bớt cái tính đó. Với lại là trưởng thành hơn chút. Tại vì 30 tuổi đầu rồi. Nhưng mà nhiều khi em tưởng như con của mình nữa. Vậy đó hả, con nít dữ lắm ạ. Dạ, tối ngủ là chồng cứ gác tay lưng vai mình vai vợ cho nên phải gối đầu tay vợ mới ngủ được dạ mà bây giờ nếu mà ngủ mà không có chồng là ngủ không được em á hả dạ bây giờ quen luôn rồi quen rồi rồi mai mốt rồi bên kia là đứa nhỏ rồi bên này là ông chồng rồi hai tay dạ cái chàng còn em mong muốn vợ thay đổi gì vợ gì rồi bớt chơi game bớt chơi game bớt chơi game lo việc nhà bất chơi game lo việc là nhà kinh tế thì nó ổn định không hả là kinh tế cho ông định đừng bơ game chơi game cái không tốt nhiều khi mấy ông anh nhà nói chơi game cái đúng rồi đấy em mắt em có bị cận không tại mắt bị sỏi mắt à bị gì bị sỏi mắt à sỏi tức là mắt hột quá phải không dạ bị mắc hột á đúng không? Dạ, nó cứ bị sốn mắt cho nên là nó mắc hột bị cườm á phải không? Vậy thì càng hạn chế coi điện thoại lại. Đúng rồi. Nghe em,
nay đi làm cũng không coi rửa. Đúng rồi. Dạ. Với lại là biết sao không? Bây giờ hai chồng chưa có con đúng không? Dạ, đang có bé ạ. À, được gần 3 tháng. Dạ. Ba tháng hả? Dạ, gần 3 tháng ạ. Vậy hả? Chắc chưa biết giới tính đâu đúng không? Dạ, con trai con gái gì cũng được. Ổn rồi. Bây giờ này, có một trò chơi, ví dụ như tối, tại vì cái mắt mình mà giờ ấy điện thoại nhiều quá là nguy hiểm lắm. Dạ. Bây giờ sẽ là chơi học chữ. Tối bắt chồng ngồi bắt đầu luyện chữ. Dạ. Đến chi biết không, mốt con mình đẻ ra bắt ổng dạy cho dạ. mình đỡ cực, hiểu dạ. cho mình đỡ cực chứ không cực lắm, vừa phải cho bú vừa phải chăm sóc thế này này kia kia nọ rồi bắt dạy thêm chữ cho con nữa rất là mệt, dồn bắt ổng, hiểu không? Dạ. Rồi ổng bớt lèm bèm đi, ổng bớt nóng tính đi này kia kia nọ đó, một công đôi chuyện mắt mình cũng không có bị sốn nữa, cái mắt bị vậy mà ấy điện thoại nhiều nguy hiểm lắm á, rất nguy hiểm nghe, cái tia phóng xạ đó nó không có tốt, bấm thổi luôn à. Đó cho nên bây giờ hai chồng chơi trò chơi đó đi vui hơn được không? Dạ được ạ. Rồi nha, chúc hai đứa hạnh phúc nghe. Rồi chúc cho hai vợ chồng em luôn hạnh phúc nghe, và chúc hai mẹ con vui. Dạ vâng ạ. Rồi giờ mình